Ai đã từng làm cha mẹ rồi mới thấy công ơn cha mẹ không gì có thể sánh bằng. Trên đời này ai còn đủ mẹ cha là một phước báo to lớn. Người con ấy thật hạnh phúc vì còn có cơ hội báo hiếu, chăm lo phần vật chất lẫn tinh thần, giúp cha mẹ an vui nhờ biết quy hướng tam bảo. Phận làm con phải biết quan tâm, lo lắng, giúp đỡ để cha mẹ được an vui và một lòng tôn kính quý trọng. Nên ca dao có câu: thương cha mến mẹ còn làm, không sợ tốn kém, không nề gian nan. Công cha nghĩa mẹ khó đền, vào thưa ra hỏi mới là đạo con. Cha mẹ chính là người cho chúng ta sinh mệnh, nuôi nắng chúng ta thành người, là người vì chúng ta mà làm hết.